Là tôi phải nói lâu lắm rồi á mới thấy lại Asina trong đây luôn á, mấy ông có để ý không? Ở trong đây mấy ông có để ý không, là lâu lắm rồi luôn á, mấy ông trong đây mấy ông có để ý không, là lâu lắm rồi mới thấy được Asina vô được tới chung kết luôn á. Là kể từ lúc mà ra con xương rồng đâu, ra con năm đầu tới bây giờ lần đầu tiên tôi thấy Asina vô lại luôn á, toàn là bị loại ngồi vòng ngoài, bị New Blue đá vòng ngoài không à. Mà đợt này vô được trong đây luôn á. Kinh 5 năm bị ai đánh đây? Kinh 5 năm bị New Blue hoài, vậy đợt này lần đầu tiên thấy Asina vô á. Ok, chúng ta coi trận Asina với lại New Blue đi. Lâu rồi mới gặp lại Asina. 145 với 180 là ao quá rồi. Hôm nay có chuyên mục úp thẻ dòng ẩn không anh? Không, đưa ạc đây em, đưa ạc đây núp chưa? Tôi hết thẻ rồi, bây giờ mấy anh em tài trợ ạc đi, tôi vô tôi làm cho đơn giản mà mấy anh em đó ạc tôi đó, bữa tôi hết thẻ rồi tôi còn đéo còn thẻ đâu. Bây giờ mấy anh em muốn úp thẻ đúng không? Mấy anh em gửi ạc đây, đưa ạc đây tôi vô tôi úp cho. Thì có chuyên mục thôi chứ có gì đâu, chứ ạc đâu đéo ra, ạc đâu mà ạc với lại ổ khóa đâu ra mà vô mà đập cho mấy ông hoài. Không, tôi chỉ đọc một thể loại duy nhất thôi, chuyển sinh thành chó, chuyển sinh thành máy bán hàng tự động, rồi chuyển sinh thành quần xì, rồi chuyển sinh thành thành mèo, rồi chuyển sinh thành cây kiếm, rồi chuyển sinh thành con nhện, rồi đủ thứ thôi. Chỉ đọc fantasy đồ gì đâu. Ôi mẹ, cái bộ mà chuyển sinh con nhện hay lắm á mấy ông. Còn cái bộ máy chuyển sinh thành máy bán hàng tự động thì nó hơi nhảm cất một tí thôi. Rồi vậy mấy ông chưa, mẹ mấy gì à, mấy ông chưa đặt bộ mà chuyển sinh thành chó rồi. Mấy ông lên netchuyện.com á, mấy ông vô đặt, mấy ông bấm là chuyển sinh thành chó, đủ ra cái bộ chuyển sinh thành chó đọc đúng kinh luôn. Ôi đọc xong đọc mấy ông đủ gu. Tôi còn coi mấy bộ phim nó còn kinh dị hơn nữa. Ở trong đây mà can đảm mà coi cái bộ phim con rết á, ở trong đây mà có ông nào cỡ tuổi tôi chắc sẽ biết mà hay coi phim Âu Mỹ á, trong đây có bộ phim, mấy ông nào trong đây biết bộ phim con rết không? Cái bộ phim mà thằng bác sĩ nó may cái đầu người vô đít của con kia á, ở trong đây rớt người đúng rồi, giờ nó ra thêm phần 3 nữa mà hình như là mấy ông coi review phim thì nó không có hay, review phim nó cắt đoạn hết rồi. Mấy ông coi bộ phim con rớt á mà nó giờ nó ra phần 3 rồi mà tôi nghe con bạn tôi nói là không nên coi. Rồi thôi tôi bỏ luôn. Phần 3 thì nó hơi hơi cùng kinh dị hơn vậy nữa cho nên thôi. Các bạn nó kêu là mày coi vô mày bị bệnh á, mày ngủ không được á, cho nên thôi tôi bỏ ý định luôn. Coi phần 1, phần 2 thôi, phần 3 đủ, phần 3 chắc thôi chịu, bó tay. Đâu, bộ đó bộ Âu Mỹ mà đâu phải Nhật đâu. Tôi đọc bộ con rết ra thôi chứ tôi không có đọc đúng tên của nó, mấy ông đọc đúng tên nó chắc trên đây bị tính là cộng 18 cho nên thôi nói con rết thôi, ai biết thì biết. Rết người thôi. Còn phim của Nhật tôi đang coi cái bộ mà cái thằng có cái cánh tay phải là cánh tay quỷ, rồi cái con bé gì có thể nhìn thấy linh hồn gì đi diệt quỷ, con bé mà ôm trên mình cái búp bê ở ngoài, mày bộ đó coi cũng hay phết. Trận tiếp theo là của New Blue với là ZXV. Giờ này mà mấy ông đi coi GAV thiệt. Giờ này mà mấy ông coi GAV mà mấy ông nào giờ này ông còn coi nhà chị chủ nhà xinh đẹp và thở ống nước may mắn là chắc giờ này mày chắc mấy ông mới nhú thiệt. Giờ này mà mấy ông còn coi đi coi GAV chắc giờ mấy ông mới nhú, chắc nữa mấy ông chắc còn đi học. Mới có được điện thoại cho mấy ông mới nhú rồi mấy ông đi coi mấy thứ đó thôi chứ. Giờ tôi liệt mẹ rồi mấy ông à, mấy cái đó không còn dục vọng lên nổi với anh em à, thiệt. Mấy ông kiểu mới mọc lông quá. Ê, mấy ông mới một lông mấy ông mới đi coi mấy cái thể loại thôi chứ còn tôi mấy cái thể loại đó vô nghĩ. Ê, giờ phải coi mấy cái thứ đó nó hay ho nó mặn mà hơn chứ còn mà giờ này mấy ông đi coi thợ sửa ống nước rồi chị chủ nhà may mắn đồ thiệt thất vọng.
chán, nghe nó chán. Thế hệ giờ, thế hệ bây giờ mới mẻ, mấy ông mới đi coi mấy thứ mới mẻ hơn, chứ giờ mấy ông đi coi mấy thế hệ cũ của tụi tôi. Hen bây giờ cũng chả còn hay nữa. Thiệt, Hen bây giờ coi chắc coi NTR chứ không phải NRT nữa. Giờ gu của mấy ông nhìn nó thế tự nhiên hay không? Giờ thế hệ Game Z hết rồi mà còn giờ cũng đi coi Hen nữa. Thiệt, thất vọng quá. Chán chả buồn nói. Đúng rồi, giờ coi cắm trại. Huy này thông minh nè, đúng rồi, giờ tao coi cắm trại hết rồi mấy ông ơi, giờ tao coi ngồi chờ hết rồi. Giờ mấy ông còn ngồi đấy, mấy ông coi gì hen không, ngờ người chị chủ nhà may mắn với lại tổ sửa ống nước. Thì 2024 rồi, tháng 1 2024 sắp tháng 2 rồi, tiền sàn sắp tới giữa năm 2024, giờ này cũng đi coi GAV lại coi hen. Chán thiệt. Đúng rồi, anh New Sky là ạc Di Vinh đổi tên thành rồi Vinh. Ôi, ban piano. Giờ ngồi coi sao mới chết rồi. Coi cái lâu quá không? Ngồi coi chuyên mục Sam bất tử rồi. Mà sao không hiểu anh yêu Blue cũng không chơi con chó ta. Bữa em coi cái trận Huống Nhi, mẹ Huống Nhi chơi con chó, mẹ Huống Nhi cào con Sam này mấy lượt chết. Thiệt, không hiểu luôn. Bữa nói nãy giờ Sam đủ rồi, giờ ngồi phân tích video nè. Bữa con Sam này gặp Huống Nhi vô cào bể, Huống Nhi chơi con chó cào banh đầu con Sam mà luôn. Thiệt, không hiểu tại sao New Blue không chơi con chó mà cỡ Huống Nhi nuôi con chó được dạng như Ram đâu. Con chó của Huống Nhi chắc được con cỡ tầm hơn 2 triệu công không ta. Bữa vô thấy con chó nó cào con Sam này, con Sam có né được đam méo đâu đủ cào phát nào ăn đam phát đó luôn. Hello em. Mà không hiểu tại sao New Blue không chơi đồ hình nhiều hoài chán quá. Thiệt, bây giờ nhiều lúc bây giờ server Việt Nam tôi chả muốn coi luôn. Giờ chắc bữa sau vô không coi mấy top nữa. Mấy top chịu đổ đồ hình thì thôi, quýnh coi nữa mấy anh em. Bữa sau đi coi mấy anh em phân khúc tầm dưới hơn, coi nó còn hấp dẫn nữa. Giờ top rồi cứ chơi đồ hình hoài, coi chán. Anh lấy Buri không à, để anh đi ăn cướp anh lấy Buri. Để coi thử chút nữa Ayuri chơi gì, coi mấy anh em lạ gu mặn luôn, gu lạ chơi coi. Để coi thử chút nữa có Ayuri không mà, để coi xong trận này lỡ coi rồi coi xong trận này coi thử có Ayuri không. Anh hay lấy MK không có, anh lấy MK 1 mà. Hôm đó anh quay mở đầu mà. Bây giờ cái hôm mà quay con MK á. Nè bây giờ tôi nói này, cái hôm mà quay con MK á, bây giờ tôi có đề xuất như này là tôi đề xuất thôi. Thì lâu lắm rồi là mấy anh em bây giờ lâu lắm rồi là mấy anh em chưa thấy tôi là chưa thấy tôi quay đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ quay mở đầu cho mấy anh em hôm đó luôn. Nha, tôi sẽ quay mở đầu cho mấy anh em đó, quan trọng là mấy anh em muốn hay không thôi. Tại vì giờ nè, tôi quay kiểu gì cũng bị chửi. Nè, bây giờ tôi quay kiểu gì cũng bị chửi. Nếu như mà tôi quay hơn á thì cũng bị chửi là kêu hút hết may mắn của mấy anh em phía sau. Không, còn trường hợp á mà tôi quay xui á thì mấy ạc sau kiểu gì mà nó xui á thì mấy ông cũng chửi cho tôi xui. Bây giờ tôi sẽ cho mấy ông bình chọn hôm đó. Giờ tôi sẽ cho mấy ông bình chọn là có muốn quay ạc tôi đầu tiên hay không, hay là cho ạc tôi quay, hay là quay ạc người khác. Đấy, thì bây giờ câu chuyện là vậy thôi đó. Giờ mấy ông bây giờ tôi quay sao cũng bị chửi đó, quay hên cũng bị chửi, quay xui cũng bị chửi. Một là tôi sẽ quay trong 5 giờ sáng Discord, tôi quay với mấy anh em Discord. Hai là tôi quay lúc 8 giờ tôi quay chung với mấy anh em mà gửi ạc luôn, là tôi quay mở bát trong cho anh em luôn, lấy ạc tôi hiến tế ạc tôi luôn. Ạc tôi quay 180 mà. Trời ơi, em chửi thằng nào đồng thế gì, mấy thằng kênh chat đây nhiều lắm em ơi, đụng anh quay giờ anh quay hên hay xui gì nó cũng chửi lên hết á. Chúng nó thích là chúng nó chửi à, chứ chúng nó đâu có cần lý do đâu.
anh ơi nhỡ không ra vòng quay luôn rồi sao, không ra vòng quay thì mừng chứ sao trời. Ủa mẹ, hỏi thừa, mày không ra vòng quay thì em mới viết đơn lên, nó mà không ra vòng quay là em mới viết đơn lên cảm ơn Vinagame vì đã thương chúng tôi, mẹ đã cho chúng tôi một cái tết ấm no vì không ra cái vòng quay. Mẹ nó mà không ra, mẹ nó mà không quay vòng quay mấy ông mừng chết con đĩ mẹ luôn chứ đó, mà hỏi được vòng quay vòng quay sao không anh, mẹ mừng chết con đĩ mẹ luôn chứ đó, mà hỏi sao, nghĩ sao vậy. Trời ơi, mẹ không ra vòng quay là tích được thêm 80 vé nữa, 80 vé mà mấy ông nào mà nạp tầm trung là 1 tháng thêm 800 ngàn nữa là mấy ông có thêm 40 vé nữa, là mỗi tháng mong tiết kiệm được 120 vé rồi. Trời ơi, tự nhiên có 1 tháng tích vé xuống chết mẹ luôn chứ đó, mà có sao không anh. Mời thầy Đạo, thầy Đạo quay chắc 5 giờ sáng mấy anh em, thầy Đạo chắc 5 giờ sáng. Anh có nhận quay combat xương rồng không? Có, bình thường hết, quay được hết mấy anh em. Đó thì hôm đó là tôi sẽ quay 2k cho mấy anh em chọn, tôi quay k 5 giờ sáng lúc nào cũng ngồi quay với mấy anh em rồi. Thì một là tôi sẽ mở bát lúc 5 giờ sáng luôn, xong tôi đăng video quay ạc tôi lúc 5 giờ sáng luôn. Còn thôi là tôi sẽ quay chung với lại mấy anh em ca tối. Thì quay ca tối là quay ngày 1 tháng 2 luôn, thì tôi sẽ mở bát đầu, mở kiểu gì cũng bị chửi, giờ hên cũng bị chửi, mà xui cũng bị chửi. Quần què cũng chửi, quay 180 cũng bị chửi. Quay bao nhiêu cũng bị chửi đó, anh có lấy siêu tuyệt kỹ MK không? Không em ơi. Dí đâu lấy. Cái người tài trợ lấy còn không có người tài trợ thôi mấy em. Anh đơn giản lắm, có hay không vậy giờ anh chơi cũng được, chơi tới giờ chơi 3 năm rồi. Khi mà một người chơi bây giờ á, bây giờ mỗi người biết không? Bây giờ mọi người biết không, bây giờ đến cái tầm cỡ như tôi rồi, tôi chơi 3 năm rồi, tôi chơi cái ạc tới giờ này rồi. Bây giờ không có con này, không có con kia, tôi cũng chơi bình thường à. Thiệt. Tôi không có như mọi người đâu, tôi chơi tới tầm này khi mà mấy anh em chơi tới cỡ như tôi rồi. Thì ra bây giờ ai mà chơi được cái thời gian tới như tôi mà còn đồng hành tới con game này tới giờ phút này á, thì bây giờ cái việc mà tháng này không có con này, tháng sau mình có con kia mình chơi, đơn giản vậy thôi à, thiệt. Ai mà chơi tới tầm này như tôi thì không biết rồi, chứ còn mấy anh em chơi siêu mới thì mấy anh em ganh đua với nhau, mấy anh em bị vội vàng, bị gọi là bị vội vàng đó. Chứ còn mà cỡ tầm như tôi thì tầm này 3 năm rồi, giờ không có con này thì mình chơi cũng khác, có gì đâu, đơn giản easy game. Tí anh xem trận beo cầm 400, beo vô được chiến khu đéo đâu, vô coi cầm 400 mày lại lừa nữa, có cập nhật tin tức không? Beo tuần này nó bị ao, beo tuần này nó bị ao chiến khu mà cập nhật 400 gì 400. Beo tuần này nó đâu có đánh chiến khu đâu. Tôi nói với mấy ông rồi là tôi sẽ quay con xương rồng 3, tôi nói là tôi sẽ quay con xương rồng 3. Tôi bỏ con MK, tôi bỏ con điên bóng mà, tôi không có quay gì hết á. Hôm đó là tôi chỉ quay con MK, tôi chơi tạm meta rồi, tôi để vé tôi quay con xương rồng 3 mà. Combat tôi sẽ lấy con xương rồng 3 mà. Combat là tôi sẽ lấy con xương rồng 3 mà, xong rồi tôi chơi con cá cha lại con xương rồng tôi chơi tới chết mà. Buổi tôi nói với mấy huynh rồi. Con xương rồng lại con cá cha tôi chơi tới chết mà mấy ông. Trời ơi, dân chơi là nói là làm với mấy anh em. Ôi con, bây giờ mấy con tướng mới ra, con nào chả hợp meta anh. Bây giờ mấy con tướng mới ra con nào cũng hợp meta, từ đây cho tới meta UR luôn, con nào nó cũng hợp meta đó, quan trọng người chơi có muốn cho nó vô meta hay không thôi chứ. Bây giờ em nói như nếu như nha, bây giờ nếu như nhưng mà từ đây tới giai đoạn UR con nào nó cũng hợp meta. Chả ra quýnh nó ngoài là không có chuyển đồ cho nó nhanh được thôi, nó bị kẹt cái là kẹt tính năng tinh thông á, tính năng tinh thông không có rải ra được là nó ăn vô tướng á. Chứ còn nếu như em là một người chơi quyết đấu cân bằng thì con nào mới ra nó chả hợp meta. Thiệt, kể cả con chó. Mẹ vô quyết đấu cân bằng đi, mẹ vô quyết đấu cân bằng bên cái chó là thấy chích mẹ rồi, đồ quen chơi skin nó ra con chó, tới con tù nhân vũ hí nó cũng cắm cùng di kích vậy. Trời ơi. Đó là quýnh ở ngoài anh, quýnh ở ngoài trang bị gì cũng nói, quýnh ở ngoài do trang bị do tinh thông thôi, vô chơi nhiều còn quýnh trong quyết đấu cân bằng là con nào cũng là meta đó. Bây giờ em chơi quyết đấu cân bằng em kêu con nào nó cũng là meta đó, giờ chẳng đúng. Giờ quyết đấu cân bằng ra con nào mới là cũng nó mạnh nè.
quyết đấu cân bằng là con nào mới là con nó làm cha, không có con nào mà nó ao được hết á. Ờ chơi quyết đấu có lợi thế cái đó. Bây giờ ví dụ như mấy anh em nào mà lực chiến yếu đi, nói là tại sao nên chơi quyết đấu cân bằng, tại quyết đấu cân bằng mấy anh em mà lực chiến yếu, mấy anh em không có tiền, mấy anh em đầu tư vô chơi quyết đấu cân bằng sướng lắm, cứ ra con nào là lấy mấy anh em cứ lấy ở quách kình một chưa thực kỹ con đó là vô quyết đấu cân bằng quýnh sướng vậy, cứ luôn quýnh ti tu luôn, quýnh sướng sướng tê người trong quyết đấu cân bằng luôn. Tại vì sao? Tại vì trong quyết đấu cân bằng á nó lợi thế một cái là đâu có trang bị đâu có gì đâu, mấy anh em vô quan trọng là tốc độ thôi, bên nào bên xanh đi trước thôi, rồi tướng meta nhiều thấy ăn rồi. Ví dụ như vô quyết đấu cân bằng mà tháng tiếp theo là thằng nào có con tù nhân du hí là thằng đó quýnh bk nhất cái nách luôn rồi đó. Hoặc là có con mk vô là ao mẹ con xương rồng luôn rồi đó, ví dụ như vậy. Còn quýnh ở bên đây á, con game này nó bị một cái là gì này, cái tính năng tinh thông nó ăn sâu vô tướng, nó nằm trong con tướng luôn, nó không có rã ra được đó, nó bị cái đó đó. Cho nên là khi mà chơi á, nó bị cái bất cập là cái tính năng tinh thông nó bị không có thu hồi được, mấy anh em nâng không có kịp là phải tốn thời gian nâng, mà một nâng tính năng tinh thông nó lâu hoài chứ, nó lâu quằn lâu hoài luôn, cho nên nó lâu mà mọi người chơi nó bị khó. Chứ còn mà nếu mà tính năng tinh thông mà nó cho thu hồi được hoài, mấy câu nào nó cũng vô meta đó thiệt. Sao con Sam này nó cứ còn một chấm máu mà nó không chết, ta nhìn nó ảo ta. Nó skin bị giảm công rồi đấm vô con Sam này nó cứ còn chút máu mà khó chịu thiệt chứ. Đó, con Sam này nó cứ hồi gì hồi đầy cây luôn rồi. Trời ơi, mới không có chấm hồi máu. Thì con Sam này mà để con chó vô, con chó cào dài đường là nằm mà. Đợt coi trận của Hún Nhi quýnh trong anh hùng quái nhân á, coi con chó nó cào con Sam nó không né được cái nào nó. Nó cào bạch là con Sam nó dãy ngửa liền, con Sam này mà nó hết máu ảo cái là con chó nó cào cái là banh người liền. Đó, mấy anh em nào coi clip ngày xưa Silver cũ mà tôi làm meta con MK bên Silver Trung có toàn chơi con chó mà, cho nên Silver Trung đâu có meta con Sam như bên Silver Việt Nam mình đâu. À, nó hay gì á, bên Silver Việt Nam thì mình có meta con Sam chứ. Nó cùng bên Silver Trung thì đâu có ai chơi con Sam đâu. Silver Trung chả ai chơi con Sam. Chứ mà chung lúc đó là người ta toàn chơi con quách đốc men như là cái gì, quách đốc men nó quay bằng giấy đen, quách đốc men như là cho con buri buri luôn mà. Tính ra con chó mà, nó cho quay bằng giấy đen thì ngon. Còn như chưa có nào cơ chế giảm hồi máu nhiều mà. Trời không sao, nó còn nảy máu tím nữa kìa, tính năng tinh thông nó còn nảy máu tím nữa kìa, trời đủ. Trời ơi, game kìa trời. Trời. Ôi má, quýnh không sao, không sao nảy máu tím lên nữa, trời trời. Ở game kìa. Hôm nay chắc nhanh mấy anh em à, hôm nay chỉ coi ít thôi. Hôm nay là chỉ coi chung kết chiến khu Silver chung rồi cụm mới, cụm cũ Silver C vậy thôi, ốp hôm nay đúng 10 giờ ốp. Hôm nay làm nhanh, hôm nay là coi làm đủ clip cho quay đâu, tính coi là quay video cho đủ từ đây cho tới ngày 31 thôi là ngưng. Rồi còn lại là qua tháng sau là meta tướng mới hết, là không có quay nhiều video. Hôm nay là quay đủ clip để đăng cho tuần này. Con bom ISR nó là đòn đánh thường em, chứ nó không phải là kỹ năng nha. À, con bom là kỹ năng luôn đúng không ta? À, kỹ năng có giảm máu đúng rồi. Con bom là đánh thường như kỹ năng nó có luôn, nhưng mà mấy con sâu chưa có, chưa có nhiều. Ôi mấy bên Silver Việt Nam mình á, bên Silver Việt Nam mình nép con xương rồng này nép nặng luôn á. Mẹ chứ không thôi á, không thôi nha, là BK bây giờ á. Em nói thiệt luôn là đáng lẽ con Sam này nó đáng lẽ là nó không có trong meta đâu. Đây để ngồi nói câu chuyện con Sam này nè, lý do mà con Sam này ở Silver Việt Nam nó mạnh á là lý do gì? À, là lý do đầu tiên á là Silver Việt Nam cập nhật tính năng tinh thông về sớm. Thì khi mà tính năng tinh thông về, con Sam này nó bú được cái tính năng tinh thông nó mạnh á, chứ nói thiệt luôn con xương rồng này nè. Mà cái thời ở Silver Việt Nam á, cái thời mà ở Silver C với lại Silver Trung ấy nha. Lúc mà con xương rồng này nó ra mắt á, nó khạc một phát thôi là lượt một là xong game hết rồi, chứ không có câu chuyện mà ở Silver Việt Nam mà còn một hai lượt đâu.
250 triệu quýnh bên CVC kìa, đúng một lượt là xong thôi, không có câu chuyện cái một lượt phủ đầu là xong rồi, chưa tới cái lượt xài kỹ năng nữa là con Phượng nó vừa mới gấp ai một phát thôi là bên kia nó nằm hết mẹ rồi. Nhưng mà Việt Nam mình cho cái tính năng tinh thông giờ sớm quá cho nên là con Xương Rồng này nó bị yếu đi thôi, chứ còn mà không cho tính năng tinh thông này con Xương Rồng này nó kẹt một lượt là xong thôi. Cho nên con Xương Rồng này về Silver Việt Nam là Silver Việt Nam giảm bớt sức mạnh, giảm bớt cái mức độ imba của con Xương Rồng này xuống để cho người chơi người ta chơi thôi. Cái còn mà con Xương Rồng này mà thả cho tẹt ga ra rồi thôi á, mày con Xương Rồng này nó quýnh rồi, mày nó quýnh trong 2 tháng nó quýnh cho ngáp luôn chứ. Sam này cỡ Sam này vô mà không có tính năng tinh thông vô Xương Rồng trong cái tháng đúng chuẩn luôn là như bên Silver chung á là con Sam cũng gãy, trâu cái nào cũng gãy, DOT là chết rồi. Nên là về Silver Việt Nam nó có nhiều cái meta hay, ví dụ như là tiếp theo là cái tới giai đoạn mà của con điên bóng á, để coi thử con điên bóng là ở bên Silver Việt Nam mình là sẽ vận hành con điên bóng như thế nào. Ví dụ như tôi nói nha, là bên Silver chung á là tụi nó chơi meta con điên bóng là tụi nó chơi con Zombie Man combo con điên bóng là con năm đầu nha, là bên Silver chung á. Còn bên Silver C á là tụi nó chơi combo là con Phượng Hoàng con điên bóng với lại con Flash, là con Flash Flash đứng, con điên bóng đứng sau, con Flash đứng trước boost cho con điên bóng ở như cái thời của thằng top vậy á. Thì còn về Silver Việt Nam thì tôi không biết là Silver Việt Nam sẽ vận hành theo cách nào, tại vì Silver Việt Nam giống như bên Silver C là con Bugi nó sẽ nằm giữa tháng của năm đầu lại con tăng top, thì khi về Silver Việt Nam nó sẽ như thế nào thì chưa biết đó. Nói chung mà Silver Việt Nam nó sẽ khác hoàn toàn cho mấy Silver khác, nhiều lúc Winner Game đảo lịch lên vậy thấy cũng hay, hoặc là đảo lịch mà cập nhật mấy cái tối ưu hóa vision đó, ví dụ như là cập nhật tính năng ẩn là chỉ trốn được 4 mục tiêu trước khi mà ra con MK luôn. Có vài cái Silver Việt Nam làm đỉnh phết, nói chung là cái thứ gì đó nó hay thì mình cảm thấy nó ok và nó tạo ra mấy meta mới nè nha. Tôi nói nha, đậu nếu mà mấy ông lấy con MK về chưa kể đâu, Silver Việt Nam nhiều cái hài lắm. Đậu mới cầm con MK về xong Silver Việt Nam bị con Xương Rồng khạc dính acid mới vui nè, rồi xong mấy ông đi hỏi tôi nè, bảo đảm luôn thiệt. Mấy ông coi nè, đậu cầm con MK về Silver Việt Nam bị con Xương Rồng vô, cầm MK vô hỏi anh ơi sao em có MK mà Xương Rồng bên kia nó khạc dính acid nè, kiểu gì cũng có người hỏi tôi à, bảo đảm luôn. Vô mấy ông cầm MK, có MK đồ đầy đủ luôn, vô gặp bên kia nó chơi skin dưới Xương Rồng, xong mấy ông thua, xong mấy ông nhắn tin hỏi tôi, ủa anh ơi em có MK mà sao em thua Xương Rồng.